Thầy con hỏi câu tế nhị chút ha thầy. Là tại vì con coi nhiều á, rồi người ta nói thầy ăn thịt này kia đồ á, ăn thịt chó gì đó, rồi thầy có ăn không? Có ăn không ăn đâu có, cũng đâu có sao, đạo Phật ăn thịt gì không ăn. Dạ đúng rồi. Tại vì mình thấy động vật họ nuôi gì trong, ví dụ như các chùa nó hợp lại thì chó, mèo, trâu, thú cưng nuôi nhà, nên là đừng có khuyến khích Phật tử đừng có cúng dường. Yeah. Thì mình để là trừ trâu chó mèo, còn bình thường là thịt gì không ăn, đang ăn thịt, thịt gì không ăn. Dạ. Thế nói đã thịt gì họ làm họ cúng mình ăn mà chết rồi mà. Dạ. Có xe đó. Dạ xe tới rồi, vậy bọn con đi nha thầy ơi. Vui vẻ nha. Con. Dạ. Ừ. Con ôm thầy một cái. Thôi đừng. Ừ. Rồi, ôm thầy một cái. Chúc thầy mạnh khỏe. Ờ, thương quá. Dạ. Chúc vợ chồng hạnh phúc nha, mốt lấy nhau nha, còn không lấy để đó chừa thầy. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, có duyên chừng nào tu luôn tính, còn giờ con muốn lấy vợ làm sao mà ở chùa được. Dạ, con đi nha thầy ơi. Ừ. Dạ. Thầy mấy anh YouTube đó, người ta quay thầy view nhiều lắm. Mà sao không ai cúng cho thầy đó? Thì do Phật tử nói đây, đóng góp cho thầy gì quay coi thử coi. Kháng chừng chín đứa vài trăm coi cũng không có, đừng nói mà 4 năm trời mà lì xì mà đứa có đứa không, mà có vài trăm ngàn còn họ không lì xì nổi. Sao kỳ vậy? Thì mình là người khán giả mình hỏi. Còn thầy sao bị được? Thầy đến chùa thì ai cũng biết, ai cũng quay chứ có gì đâu. Yeah. Ai cũng cho quay bình thường, ai làm kênh YouTube thì cũng quay bình thường. Yeah. Có sợ nhà nước công an cháu hỏi đồ nó làm khó mấy YouTube thôi, chứ còn thầy tu hành ai hỏi gì thì trả lời thôi. Chứ còn tự nhiên mình làm hiểm chi những cái lời nói đơn giản. Đáng lẽ ra những người quay thầy có tiền cũng phải chu cấp cho thầy để sinh hoạt rồi chứ. Còn về ta không cho là sao? Vậy thường thường là Mạnh Thường Quân hay là những người dân người ta có qua đây người ta cúng dường thầy gì không? Không, đây không ai cúng á. Nào giờ ta bàn ghế tủ sửa chùa tàn tiền thầy đi đám. Vì lãnh một cái chương trình nào họ cắt nhà, họ động khổ hoặc quy hoạch gì hay lợi tụng hồi chỗ 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu thì thầy sửa chùa, mua bàn ghế gì. Chứ còn không có cái gì trong đây họ lì xì. Ở quên họ cho, còn tàn là tiền năm họ lì xì thầy nhiêu cái qua Tết thì được vài mấy triệu cái mua cái này, vài mấy triệu cái mua cái kia. Còn năm nào ngon lắm, vài chục triệu thì cũng mua được cái gì đó có lạ, có giá trị. Vậy cái sách này là thầy mới mua đúng không? Thì ăn Tết xong mua vậy đặt, mình đặt người ta mua đằng chục cái, hai chục cái rồi mình trả tiền từ từ. Ai lì xì ngon cái trả. Cái có mấy triệu à, lúc trước 5 triệu giờ còn có 3 triệu mấy, 2 triệu mấy cả đống. Thầy nó sợ không tiền mua, nhiều. Sao thầy mua nhiều quá vậy? Cái sắt thì mình mua có giờ nó rẻ mình mua chứ hết thời nó không bán, bán cái loại khác của mình đâu. Cái bàn mình vừa để tượng Phật trên đây thì mốt là mấy cái bên kia hai bên Phật hai bên nó thay thế cho cái bàn. Rồi này nó sắt đặt thì nó chắc hơn rồi mình vừa phụng công đức mà vừa để được cái bàn. Dạ, mình phải rồi. Tính cái lợi nhuận của nó. Cái này là rồi không ai gìn được luôn. Người ta rinh cũng không hỏi. Đúng rồi. Nhà mình giờ ví dụ như mình xây cái tòa nhà cao áo phải bị khử cái này, người ta cũng mua cái này xong rồi người ta cho nó vô tường luôn. Dạ. Đó, thì mình dư mua nhiều cũng có lợi chứ gì đâu, có hại đâu sợ. Giờ giàu cũng tận dụng của nó mà nghèo cũng tận dụng nó. Cái kết sắt này là thầy mua trả góp. Ừ. Mua trả tiền liền qua triệu rưỡi, trả góp thì 5 triệu. Mua đằng chục cái, 20 cái. Thầy mua bao nhiêu cái? Thầy mua 30 cái, giờ mình lấy trước 10 cái để bữa nó có tiền thì lấy về nữa. Trả hết cái này cái lấy chục cái khác. Dạ. Đúng rồi, cái này tiện để làm bàn rồi đựng các thứ cũng được luôn. À, thấy tướng đẹp trai tưởng là bán du lịch rồi cho thầy mượn chiếc xe tháng thầy trả 1 triệu. Một 3 4 năm cũng đủ 100 triệu đúng không? Vậy mà con coi trên mạng nói thầy mua xe du lịch rồi. Thì ai đâu mà nói vậy, thôi cho vui chứ tiện đâu mua. Trời ơi, ngồi không để làm gì tự nhiên ta cầm tiền cho mình. Dạ. À, giống như mình vậy lâu lâu được người 50 100 ở 500 triệu 2 triệu. Dạ. Là lâu lâu vậy chứ còn họ tới cũng 50 30 họ bỏ hồn công đức rồi sao. Dạ. Ở nên nước một lần thầy cũng vậy đâu có bán đâu, giờ thầy để bán thì ai
uống thì người trong nội bộ mới bán, chứ còn ngoài có quán bên kia nằm bên giỏng bên kia uống đã rồi qua chùa nói chuyện chứ còn uống xong rồi nó tóm gọn mình không có phục vụ được. Chùa nghèo mà có mốt giúp đỡ thầy đi. Thôi đỡ con trúng số chứ giờ còn vẫn còn nghèo quá. Đừng có trúng số, mình cứ làm gì có tiền thì trúng số, buôn bán gì đó từ từ lên. Bán quần áo hả? Dạ. Ở ngay chỗ Trà Vinh luôn. Dạ đúng rồi. Thầy làm mấy cái chậu cây rồi trưng bày rồi cũng đẹp quá ha. Thầy tự làm hết luôn á hả? Ừ. Thầy trưng bày rồi hết luôn á hả? Ừ, chứ ai làm cho mình. Dù có mình thầy. Thầy cũng có thẩm mỹ quá ha. Nhất nhất bộ nhất bái, trụ trì cũng một, đệ tử cũng một. Còn cụ già thì già rồi đâu có nói gì người tu nữa. Hay là chỉ ngày nào còn sống thì bán cha bán gì đó. Dạ. Yeah. Vui. Chứ còn ở trong chùa cũng buồn, bà già bà đâu biết tụng kinh chứ đâu biết chữ đâu. Dạ. Đâu có tu được, ở chùa làm công quả vậy thôi. Giờ thì ông bà thì cũng mất rồi. Ông bà ngoại, ông bà nội gì cũng mất hết rồi, đâu còn ai. Còn con cháu thì nó cũng ít hết tới đi chùa. Thầy có anh em gì không? Anh em thì đông, anh đâu có tới chùa. Nói xuyên cái xóm này là đắp chùa hơn. Chứ toàn anh em rượu không, nhưng mà đâu phải tu đâu. Không có lợi chùa, nhờ cái gì cũng được, tin nhờ kêu bạn treo lồng đèn hay làm gì nhớ cũng được. Yeah. Sai không được, rồi nó không phụ. Nên thầy mới đóng cửa lại chứ giờ mở cửa cũng không lợi nhờ, cũng không lợi giúp được. Giờ thầy nói bữa nào làm gì kêu hai cho bọn chốt pin, chốt không thấy đâu. Rồi sửa điện cũng được, nhưng mà giao bộ rảnh rồi tăng ca đi làm không có thời gian rảnh. Nó nói chức quốc không rồi nhờ Tết cái nó không tự Tết dứt đi làm, nói gì cũng cho xong. Nên là nói mà nhờ anh em mà nó cũng không có giúp được. Rồi giờ mình nói sao giờ? Còn người dân họ vô giờ mướn họ cũng không làm nó tiền như điện hay những việc lặt vặt họ cũng nói tâm cũng chưa có tâm. Họ lựa mấy chùa lớn không? Đi mấy chùa nào to hoặc lớn thì mà giờ có chùa lớn thì đông người thì có đệ tử ta là không cần người hoài. Còn cái chùa là nhỏ không có người thì nhờ, nhưng mà nó làm biến cái chữ làm biến. Chùa lớn chùa nhỏ nào cũng vậy, cái tâm của mình là được rồi. Ừ, đúng rồi. Con người Tết giờ cũng đi chùa nhiều lắm, chùa lớn lớn không à, nhưng mà cái chùa của thầy là con năm trước là con tính đi lâu rồi, nhưng mà con tìm địa chỉ không được. Nên giờ có dịp đi để gặp thầy, tại con coi thầy hoài thấy thầy vui quá. Đi dọc đường cũng bết chứ bộ, trưa này đâu nghỉ trưa. Qua trời quá trời mấy đứa xâm nghệ thuật nó đến. Rồi ngồi nói chuyện chọc chơi, rồi nói chuyện hơi khá lâu. Thầy ở ngoài đẹp trai hơn ở trong hình với trong YouTube. Thì trắng ở trong YouTube thầy sao đen giờ thầy đen dữ, thầy không thấy đen.